Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 14 tây tháng 7 năm 2021. Bây giờ đó đã là ngày 15 tây tháng 7 ngày năm ở Việt Nam rồi. Thì giá của Bitcoin bây giờ là 32.800 đô. Hôm qua đó thì thường bận một số công việc cho nên không có thời gian để mà làm video chia sẻ với các bạn. không có đăng nhiều thông tin trên mạng xã hội ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin phần lớn đó thông tin của ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua đó là chủ yếu xoay quanh về giá cả của bitcoin và crypto và tôi cũng muốn mang những thông tin này đến với các bạn cũng như là chia sẻ thêm những góc nhìn à, từ trên những cái mạng xã hội cũng như là mọi người bây giờ đang có những suy nghĩ như thế nào về giá cả của bitcoin thì khi mà chúng ta theo dõi giá cả đó các bạn sẽ thấy được là giá cả có lên có xuống có lúc xuống tới 31.000 có lúc lên tới 34.000 nhưng mà trên căn bản đó Bitcoin vẫn tiếp tục đi hàng ngang mà thôi các bạn thấy được là Bitcoin đi hàng ngang từ rất lâu rồi từ cái thời điểm đó là để chúng ta trở lại xem coi là chúng ta trở về biểu đồ của nánh ngày thì các bạn thấy là Bitcoin đó khi mà đi xuống tới 30.000 đô lần đầu tiên từ 65.000 đó chính là ngày 19 tây tháng 5 thì từ hôm đó cho tới bây giờ đã tổng cộng các bạn thấy được đã là 57 ngày rồi nghĩa là chúng ta thấy là gần như hai tháng giá cả đi trong phạm vi là từ 30 tới 40 và cứ tiếp tục như vậy mà thôi tới bao nhiêu lâu nữa chúng ta không biết nhưng mà bây giờ hầu như ai cũng nhận ra được là bịch không bao giờ như là một cái lò xo gì đó khi mà chúng ta rời khỏi mức này đó thì giá cả sẽ có cái sự phản mạnh nhiều người chuẩn đoán là giá có thể di chuyển lên tới 10.000 đô chỉ là bây giờ đó chúng ta không thể chắc chắn được là Bitcoin không di chuyển về cái xu hướng nào đây là cái tình hình chung mà chúng ta nói đến và chúng ta nhìn vào cái giá cả của ngày hôm nay thì đương nhiên chúng ta thấy là bitcoin phần lớn cũng giống như đi hàng ngang bây giờ là tăng 0,99% như là tăng khoảng chỉ là 1% ở mức là khoảng 32.800 thì chúng ta cũng có nhiều đồng màu xanh ngày hôm nay nhưng mà cũng không gì gọi là quá đáng kể chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó để hồi này lại thì khi mà chúng ta nhìn vào cái cột là 7 ngày qua ra thì các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì bitcoin xuống 3% coi như cũng không có cái sự di chuyển nhiều chỉ 3% trong vòng một tuần mà thôi Ethereum thì xuống tới 14% trong vòng 7 ngày qua mặc dù đã tăng 3,4% trong thời gian là 24 giờ qua nhưng một ngày trước đó đã có cái sự đi xuống nó nhiều hơn chúng ta được là chúng ta nhìn vào đồng BNB đồng Binance thì xuống 5,8% trong vòng 7 ngày qua à, Cardano thì xuống khoảng chừng là 10% và XRP thì xuống khoảng chừng là 5,3% trong vòng 24 giờ qua thì những đồng này không có cái sự di chuyển nhiều Chúng ta được là Dogecoin tiếp tục đi xuống bây giờ đồng Dogecoin Chúng ta thấy được là ở mức là 19 cent Xuống tổng cộng là 12,1% Trong vòng là 7 ngày qua Chúng ta có Polkadot Xuống 18,4% Thì khi mà chúng ta nhìn chung đó Thì có một câu hỏi thường thường hay nhận được Đó chính là hiện bây giờ đó Chúng ta từ đây đến cuối năm Thì giá cả sẽ ra sao Nhưng mà Trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nhưng mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay là những mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì cũng có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus hay là tìm hiểu những thông tin về đăng ký group tín hiệu trade miễn phí. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục để mà nói về những thông tin ngày hôm nay. Thì trước hết á, tôi có đưa một cái bài bỏ phiếu, bài này nhiều bạn cũng đã quen thuộc, đó chính là chu kỳ tâm lý thị trường. Thì thường sẽ để cái link ở bên dưới video này cho những bạn nào mà con thú muốn bỏ phiếu. Hiện bây giờ đó thì đã có tổng cộng là 318 bạn bỏ phiếu. Thì cái cuộc bỏ phiếu này đó là để xem coi là cộng đồng thuần hiện bây giờ nghĩ đây chúng ta đang nằm ở cái vị trí nào trong chu kỳ tâm lý thị trường đương nhiên một cái chu kỳ như bạn cũng đã biết là đi từ hoài nghi rồi đến hy vọng đến lạc quan đến niềm tin đến phấn khích đến hưng phấn rồi sau đó chúng ta bắt đầu là cái mùa đi xuống đây là cái mùa đi lên mùa đi xuống đó là từ hưng phấn đến kiêu căng lo ngại phủ nhận hoảng loạn đầu hàng phẫn nộ chán nạn và chúng ta lại bắt đầu đi vào dùng hoài nghi và chúng ta lại tiếp tục một chu kỳ mới trong thị trường này thì các bạn nghĩ chúng ta đang ở đâu các bạn hãy bỏ phiếu bên dưới, Thuận sẽ để cái link để các bạn bỏ phiếu. Thì bây giờ đó ở trên những cái mạng xã hội thì có một điều thường thấy được rất là khác so với lại một hai tuần trước đây. Một hai tuần trước đây đó thì những cái người mà ở trên những mạng xã hội ở trong thị trường crypto này như là trên Twitter thì hầu như 50 50 có người nghĩ là sẽ lên, có người nghĩ là sẽ xuống nhưng mà đột ngột trong thời gian khoảng chừng là một tuần qua đó thì cái sự thay đổi là Phần lớn mọi người, tôi nói là phần lớn ở đây, những người mà có nhiều cái follower, những người mà có nhiều cái người mà theo dõi trên Twitter, thì phần lớn nghĩ là chúng ta chuẩn bị thấy giá cả tăng trưởng. Thì để tôi chia sẻ với các bạn một câu hỏi mà thường thường hay nhận được đó, trong thời gian gần đây đó chính là từ đây đến cuối năm đó có nên ho đồ Bitcoin hay là không? Thì trước hết hôm nay là ngày 14 tháng 7 đó, trước khi mình trả lời cái câu hỏi này, thì ngày 14 tháng 7 đó, tuy là hàng ngày chúng ta nói tới giá cả đó thì các bạn cảm thấy là giá cả là một trong những cái điều rất là thú vị các bạn muốn theo dõi hàng ngày tại vì nó rất là sôi động giá cả lên giá cả xuống nhưng mà trên thực tế đó các bạn cũng đã biết Thuận là một người mà đầu tư lâu dài với cái chiến lược là trung bình giá và Thuận nghĩ đó là chúng ta khi mà nói tới bitcoin nói riêng đó các bạn đầu tư bitcoin hay là chúng ta nói tới những cái đồng lớn khác thì cái thời gian đầu tư các bạn cần phải dài hạn tại vì trong thời gian ngắn hạn đó chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng mà khi chúng ta zoom ra là mỗi ngày chúng ta thấy giá cả lên lên rồi xuống xuống không ai có thể biết được nhưng mà khi chúng ta nhìn thời gian dài hạn thì rất rõ ràng các bạn thấy được đây là cái thống kê giá của bitcoin ngày 14 tháng 7 như này ngày hôm nay ở hoa kỳ thì từ năm 2019 đến năm 2021 thì cái xu hướng rất là rõ ràng các bạn thấy được là phần lớn năm này và năm nọ ngày 14 tháng 7 thì các bạn thấy là giá cả cứ tăng theo thời gian và câu hỏi á thực sự mà nói không phải là từ đây đến cuối năm giá cả sẽ là bao nhiêu mà thường nghĩ là câu hỏi tốt hơn nữa là các bạn thấy giá cả bây giờ thì câu hỏi là năm ngoái ngày này là giá cả Bitcoin bao nhiêu, năm trước đó ngày này là giá cả Bitcoin là bao nhiêu, rồi năm trước đó nó ngày này giá cả là Bitcoin là bao nhiêu và năm trước đó nữa là bao nhiêu. Chính như các bạn thấy được là năm 2017 đó thì giá Bitcoin ngày 14 ngày tháng 7 đó chỉ có vài trăm đô mà thôi. Sau đó chúng ta thấy được là năm 2018 thì được vài ngàn đô, rồi năm 2019 là qua khỏi 10 ngàn đô và đương nhiên ở thời điểm hiện tại đã là 32 900 đô rồi đây mới là câu hỏi nhưng mà đối với những người nào mà có hứng thú ấy, muốn biết, thường nghĩ như thế nào về đây đến cuối năm đó thì thường nghĩ là một trong những cách mà các bạn cần phải suy nghĩ đến đó chính là hai trường hợp, trường hợp xấu và trường hợp tốt. thì trường hợp xấu đây là nhiều người nghĩ là khi bitcoin rời khỏi cái vùng từ 30 tới 40 thì giá cả sẽ đi xuống và giá cả có thể đi xuống là tới 10.000 đô xuống thẳng tới 20.000 đô tại vì giữa 20.000 và 30.000 nó không có nhiều cái dùng hỗ trợ cho nên giá có thì đi xuống tới 20.000 đô thì đó là trường hợp xấu mà nhiều người nói tới. Thì nếu như điều đó xảy ra đó, các bạn thì được là giá Bitcoin ở mức hiện tại là khoảng 32.000. Thì nếu như điều đó xảy ra thì có nghĩa là các bạn sẽ bị mất đi 37% từ 32.000 xuống còn 20.000. Và ngược lại, nếu chúng ta nói tới trường hợp tốt của Bitcoin là các bạn tin là Bitcoin sẽ lên tới 100.000, thậm chí là hơn nữa, thì cứ cho là các bạn nghĩ Bitcoin từ đây cuối năm là giá 100.000 đi thì giá sẽ nhân 3 lần hiện tại có nghĩa là rủi ro mà các bạn lưu trữ Bitcoin bây giờ đó mà dự đến cuối năm rủi ro các bạn cần phải suy nghĩ đến đó chính là trường hợp xấu các bạn sẽ mất đi 37% nếu như giá xuống tới 20.000 nếu như mà trường hợp tốt đó, giá lên à, tới 100.000 thì các bạn có thể là nhân 3 tài khoản khi các bạn lưu trữ Bitcoin hiện bây giờ đương nhiên đầu tư đất cá nhân các bạn tự quyết định và đương nhiên tôi chỉ nói tới những bạn nào à, mà mua Bitcoin và lưu trữ không làm gì hết từ đây cho đến cuối năm Đương nhiên bản thân Thuận các bạn cũng đã biết là không có suy nghĩ ngắn hạn như vậy Thuận suy nghĩ nhiều năm sau này Và Thuận liên tục là DCA trung bình giá từ đây cho đến cuối năm và kế tiếp nữa Và những năm kế tiếp nữa cũng là như vậy đó là cách đầu tư mà Thuận đã chia sẻ rất nhiều ở trên channel này Một cách đầu tư thường cảm thấy là nhàn rỗi hơn, phù hợp với Thuận hơn Đương nhiên, mỗi người thì mỗi khác Nhưng mà đây là một góc nhìn mà thường muốn chia sẻ với các bạn đương nhiên giá có thể là không xuống tới 20, có thể xuống tới 25 Hay là thậm chí giá có thể không lên tới 100, có thể lên tới là 60, 70 Giá có thể đi trong phạm vi này Nhưng mà đây là một cách mình thường muốn chia sẻ Các bạn có thể tự uh, đưa ra một bài toán cho mình Và xem coi là các bạn cân bằng giữa rủi ro và cơ hội đó Thì các bạn cảm thấy hợp lý hay là không Các bạn có thể tự đưa ra quyết định Chúng ta bây giờ hãy nói tới một câu hỏi khác Mình thường, thường hay nhận được đó Đó chính là từ đây cho đến cuối năm nó có còn có đợt tăng altcoin nào nữa hay là không? Chúng ta nói tới bitcoin mới đây, nhiều bạn hỏi thượng liên quan tới altcoin. thì tôi nghĩ là câu hỏi tốt hơn đó là quan trọng nhất là bitcoin từ đây cuối năm có tăng hay được không? Tại vì các bạn có biết là thị trường này đó là bitcoin vẫn là đồng đứng đầu, xu hướng bitcoin vẫn là cái xu hướng chủ của thị trường này, cho nên nếu như mà bitcoin mà downtrend tiếp tục, thì các bạn thấy được chúng ta sẽ không có một con altcoin kế tiếp, nhưng mà chỉ khi nào mà Bitcoin tăng trưởng sau đó là Bitcoin có cái dấu hiệu là tích lũy hay là dấu hiệu là ổn định thì lúc đó những cái O không phải tăng trưởng mạnh cho nên đó là điều đầu tiên nhưng mà thường nghĩ là cái điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến đó, để chúng ta nhìn vào cái đồng altcoin lớn nhất đi đó chính là Ethereum chỉ đứng sau lưng Bitcoin mà thôi thì đối với Ethereum đó nếu như mà các bạn tin là Bitcoin sẽ lên tới 100.000 như là nhưng ba giá hiện tại thì Ethereum có thể là nhân năm tại vì các bạn thấy là thường thì Bitcoin như bao nhiêu thì những cái đồng nhỏ hơn, cái vốn hóa thấp hơn sẽ có cái dấu hiệu nhân nhiều hơn. Như chúng ta nói là đơn giản là Ethereum có thể nhân năm đi cho dễ hiểu là Ethereum từ 2.000 có thể lên tới là 10.000 đô nếu như mà Bitcoin các bạn tin tưởng là sẽ đạt được 100.000 đô thì các bạn thấy được là mức giá 10.000 đô đó thì câu hỏi là các bạn cần bao nhiêu Ethereum để có thể trở thành triệu phú thì câu trả lời rất đơn giản các bạn lấy một triệu chia cho 10.000 đô thì các bạn sẽ thấy được nhanh chóng là cho dù là Ethereum 10.000 đô, các bạn vẫn cần 100 đồng Ethereum ở mức giá hiện tại nhiều bạn cho là mức giá này đã đi xuống rồi từ 4 trăm đô bây giờ chỉ 2.000 đô nhưng mà cho dù mức giá hiện tại 100 đồng Ethereum các bạn cũng vẫn cần 200.000 đô hiện tại để có thể trở thành triệu phú thì khi mà nói tới đây đó các bạn sẽ cảm thấy là wow muốn trở thành triệu phú mà lưu trữ Ethereum đó thì phải cần tới 200.000 đô bây giờ cần quá nhiều tiền đương nhiên rồi. Cho nên đó, có hai điều Tôi muốn chia sẻ với các bạn Điều đầu tiên thì nhiều người đó sẽ nhận ra cái điều này Và nhiều người sẽ đi tìm kiếm những cái altcoin nhỏ hơn và nhỏ hơn Để có thể dùng số tiền ít hơn Để có thể trở thành triệu phú Đó là suy nghĩ của nhiều bạn khi mà tham gia vào thị trường này Cho nên câu trả lời là nếu như các bạn tin là Bitcoin sẽ đột phá bằng giá cả Thì đương nhiên chúng ta sẽ có cái mùa altcoin kế tiếp Sự quan trọng ở đây đó chính là Bitcoin sẽ như thế nào Và thứ nhì nữa đó Cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là giá thấp đó thì nhiều người lo sợ nhưng mà thật sự mà nói là mỗi lần giá thấp là cơ hội để thu mua tích lũy nếu như mà các bạn tin tưởng cho nên nhiều bạn thay vì buồn khi giá thấp nên vui khi mà giá thấp sự thật đó, thì khi giá tăng ai cũng muốn mua nhưng mà giá thấp đó thì không mấy ai dám tích lũy và các bạn thấy được là khi các bạn không tích lũy giá thấp thì các bạn làm sao có thể là có được cái lợi nhuận cao sau này như là thường đã chia sẻ trong video trước các bạn không mua khi mà giá thấp thì khi mà giá cao các bạn lấy đâu để mà bán và các bạn đã thấy được là bây giờ đó thì rất nhiều người nói tới Ethereum nhưng mà những năm trước đây đó như là năm 2018, năm 2019 đó, thì Ethereum nó bị <laughs> dù dập tơi tả về cái phương diện giá cả xuống tới 80.000 đô lúc đó. Mỗi lần mà thường nhắc tới Ethereum, Ethereum những chuyện gì đang xảy ra và thị trường DeFi sẽ ra sao vân vân thì các bạn thấy được là lúc đó đó thì mọi người à, đều ao vô để mà để lại những comment rất là tiêu cực liên quan tới Ethereum khi mà giá chỉ có 80 100 đô, lúc đó không ai quan tâm đến và thậm chí đó còn dù dập thêm nữa. Nhưng mà bây giờ đó khi mà chúng ta thấy là giá Ethereum lên tới 2000 đô, 3000 đô thì lại nhiều bạn hỏi mua. Đây là một cái tình hình rất là phổ biến trong thị trường này. Cho nên vì lý do đó, đó bạn thấy được là tới cuối cùng thị trường nào cũng vậy, thị trường crypto cũng vậy, cái nhiệm vụ của thị trường đó là lấy tiền của số đông chuyển qua số ích. câu hỏi bây giờ là các bạn là số đông hay là số ích? chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thuyết khác đi đây là một cái thuyết được chia sẻ bởi The Moon, The Moon carol như bạn có biết đây là một channel YouTube cũng rất là lớn và chúng ta thấy được là đây là cái biểu đồ mà rất quen thuộc đó chính là biểu đồ stock to flow của Plan B thì The Moon ở trên cái Twitter này chỉ là được một điều đó chính là các bạn thấy cái đường mà nhiều màu này đây là giá cả của Bitcoin Còn cái đường mà màu đỏ đậm này đó là chuẩn đón giá của Bitcoin Thì các bạn thấy được là có hai cái vòng tròn màu đỏ Thì hai dòng tròn màu đỏ này đại diện cho cái đợt tăng trưởng của năm 2013 và năm 2017 ở đỉnh Thì chúng ta thấy được là cái bên dưới này đó Cái đường mà chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây rồi từ màu xanh lá cây thành màu đỏ đó, cái đường bên dưới này. Đó chính là cái giá Bitcoin thời điểm đó đó, nó đã đi quá cao hay là quá thấp so với là cái giá chuẩn đoán của cái mô hình stock to flow này thì các bạn thấy được là chúng ta thấy rất rõ ràng là năm 2017 đó thì cái đường màu đỏ này nó rất là cao đây là một dấu hiệu của đỉnh thì các bạn thấy được năm 2013 đó thì khi mà giá bitcoin đạt cái đỉnh là khoảng 1.200 đô thì cái đường màu đỏ này đó giá rất là cao có nghĩa là giá đã cao hơn sự chuẩn đoán của mô hình stock to flow rất là nhiều các bạn thấy điều tương tự cũng xảy ra năm 2017 khi mà giá đến đỉnh thì như thế nào? Đường màu đỏ này đó tăng trưởng rất là nhiều. Thì chúng ta thấy được là tình hình bây giờ đó năm 2021 thì nếu chúng ta dựa thì biểu đồ này thì The Moon Call chỉ có được là chúng ta thấy là tình hình là trong đợt tăng trưởng này chúng ta chưa có thấy đường màu đỏ này tăng trưởng cao. Còn gì là đối với mô hình Stock to Flow chúng ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu đỉnh ở thời hiện tại. Mà thậm chí các bạn thấy được là mỗi lần mà cái đường màu xanh lá cây này đó, đi xuống thấp có nghĩa là giá cả đã đi xuống xa so với lại cái giá chuẩn đoán Thì mỗi lần mà điều này xảy ra đó thì các bạn thấy được là giá cả lại có, có sự tăng trưởng kế tiếp Và bây giờ tình hình cũng tương tự như vậy có nghĩa là The Moon Carol nói là dựa theo stock to flow thì chúng ta vẫn chưa có thấy định được tăng trưởng này Kế tiếp là một cái thuyết khác được chia sẻ đó Đây là một cái thuyết uh, chia sẻ về cái ví cá voi mà nhiều bạn quen thuộc đó chính là cái ví cá voi mà hồi xưa đó là đứng hàng thứ tư Bây giờ đó là đứng hàng thứ ba Đó chính là cái ví cá vôi uh, bắt đầu từ 1P5 và kết thúc là FHQ Thì các bạn thấy được là tình hình là trong thời gian gần đây Đi thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn Là trong thời gian gần đây đó chúng ta thấy là bắt đầu Sau khi mà chúng ta thấy có sự tích lũy 1062 Bitcoin trong ví này Ngày 21 tây tháng 6 sau đó là ngày 23 tháng 6 thì có sự tích lũy là 3.044 bitcoin sau đó, đó thì một thời gian à, chúng ta không thấy cái sự di chuyển nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là chúng ta lại thấy thêm một đợt tích lũy nữa, ngày 28 tây tháng 6 là 404 bitcoin sau đó các bạn thấy được là ngày 2 tháng 7 lại có thêm 9 bitcoin được nạp vào cái ví này kế tiếp nữa là ngày 9 tháng 7 thì có 386 bitcoin và ngày 13 tây ngày hôm qua lại có 122 bitcoin có nghĩa là các bạn thấy là bắt đầu từ tháng 6 thì cái ví này có rất nhiều đợt nạp Bitcoin vào và chúng ta thấy là bây giờ cái ví này đã lưu trữ tổng cộng là 116.120 Bitcoin với tổng cái số lượng với tổng số tiền là khoảng 3,8 tỷ đô la và đương nhiên đây là cái ví mà nhiều bạn thích thường chia sẻ tại vì đây là một cái ví mà chúng ta thấy được là mỗi lần mà bitcoin đòi hỏi cái ví này đó thì thường chúng ta thấy được giá có cái dấu hiệu đi xuống và mỗi lần bitcoin nạp vào thường giá có dấu hiệu đi lên thực ra đây cũng là một cái tài liệu chia sẻ để các bạn có thêm thông tin mà thôi chúng ta cũng không nên dựa vào cái ví này quá nhưng mà ý tôi muốn nói đây đó là chúng ta thấy là riêng cái ví này cái ví chúng ta thường ngày theo dõi đó thì tình hình là vẫn tiếp tục nạp thêm bitcoin vào và nhất là cái thời điểm mà Bitcoin là khoảng cái mức là 30.000 đô Thì cái ví này nạp rất nhiều Bitcoin trong cái phạm vi là 30.000 đô Và thật ra các bạn có đang nhớ là 30.000 đô đó Cái khoản này đó là cái khoản mà chúng ta thấy được là có rất nhiều những tổ chức đầu tư Đã thông báo là thu mua ngay cả Tesla cũng vậy Đã thu mua ở cái mức này Cho nên nhiều người tin tưởng là cái mức mà Bitcoin không thể đóng dưới đó chính là dưới 30.000 đô Bitcoin có thể là có nhiều lần dip xuống dưới cái mức này có nghĩa là đi xuống dưới cái mức này nhưng mà kéo ngược trở lên chúng ta bây giờ thấy được là cái mức 30.000 đô vẫn là cái mức mà Bitcoin chưa có bị phá là cái mức mà vẫn giữ chân được Bitcoin ở thời điểm hiện tại một thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là hôm nay có một cuộc phỏng vấn cuộc phỏng vấn này đó là ở trên đài Bloomberg thì cuộc phỏng vấn này đó là phỏng vấn với lại giám đốc đầu tư của công ty Skybridge Capital đó chính là Troy Gayatsky thì uh, trong cuộc phỏng vấn này đó có một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên hết thì uh, Troy nói là bắt đầu từ tháng 3 đó thì cái quỹ đầu tư của Skybridge đã bán bớt một số bitcoin nhưng mà ngay thời điểm hiện tại lúc mà có cuộc phỏng vấn này ngày hôm nay thì uh, Troy nói là tình hình bây giờ đó, dựa theo dữ liệu on chain cho thấy được là chúng ta sắp sửa thấy có một cái đợt giá cả tăng lên tại vì cái số lượng Bitcoin ngày lại càng ít đi trên những cái sàn giao dịch tương tự như là thời điểm hồi tháng 10 hay là tháng 11 của năm ngoái có nghĩa là Skybridge nói là tình hình là từ tháng 3 họ đã bán với một số Bitcoin nhưng mà thời điểm này đó họ đã bắt đầu là có suy nghĩ là tích lũy thêm trở lại tại vì tình hình bây giờ đối với họ giống như là hồi tháng 10 và tháng 11 của năm ngoái trước khi mà chúng ta có cái sự tăng trưởng mạnh và thêm vào đó nữa đó thì hiện bây giờ trong quỹ đầu tư này đó là có tổng cộng là 9% là đầu tư vào Bitcoin và Ethereum và khi mà họ bán Bitcoin đây thì họ nói là một số Bitcoin đó họ đã nạp vào trong Ethereum. Các bạn thấy được là Ethereum đó càng ngày càng được nói đến từ nhiều tổ chức đầu tư khác nhau.